Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp tục cái series dọn nhà ăn Tết ha. Thì để coi clip ngày hôm nay chúng ta cùng dọn dẹp cái gì. Mỗi lần, mỗi dịp Tết đến là cái cơ hội để mà có những công việc các bạn nguyên một năm chúng ta không hề làm luôn. Nhưng mà có những việc tới cái mùa Tết mới làm thôi. Thì cái thời điểm này đối với lại cái văn hóa của người Việt mình, cái ngày Tết cổ truyền đồ này nọ là cái dịp nó quan trọng, bà con đồ tụ tập đồ lại vui vẻ đồ này nọ, cho nên là chúng ta thường dành nhiều thời gian cho cái việc dọn nhà trong cái mùa Tết. Thì chính vì vậy nó cũng tạo nên những cái kỷ niệm, nhất là ví dụ như cái nói chung lứa nào cũng vậy, cái thời tuổi thơ trải qua những cái mùa Tết được dọn dẹp ha. Lúc nhỏ thì lúc mà còn nhỏ xíu, khoảng 6-7 tuổi thì rất là vui nhất luôn. Coi như là đổ nước ra sàn nhà, rồi trà nhà thì người lớn cái trà, còn con nít thì trượt dài trên đó. Lớn chút xíu thì sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Lớn hơn nữa khi mà làm chủ gia đình thì trách nhiệm nó còn nặng hơn nữa. Thì mình thì cũng rất là háo hức mỗi lần Tết đến. Nhưng mà Tết thì vui, cái khúc mà dọn nhà là khúc vui nhất các bạn. Chứ còn vô mùa Tết thì hết vui rồi. Vô tới mùng 1 là bắt đầu cảm giác nó trôi qua, nó xong rồi. Thì đây là hôm nay mình sẽ quyết định mình dọn cái hồ này. Đây là cái hồ sen của má mình. Má mình rất là thích sen, cho nên là lúc mà mình làm lại cái hồ, cái chuồng chim này, thì mình dành một cái góc này để mình làm cái hồ sen cho phụ huynh ha. Cái hồ sen này xây dựng rất là đơn giản. Đào một cái lỗ, sau đó đi đặt cái bạt về lót quanh cái này là ok, nó thành ra cái hồ sen rồi. Cái hồ sen này đường kính của nó là, nhớ không lầm, là 3 mét nha các bạn. Đường kính của nó là 3 mét, một cái hồ sen hình tròn 3 mét. Thì sen này khi mà nó già rồi thì các bạn thấy lá nó bắt đầu nó héo. Cái con Lucy này thì nó thở riết luôn, mệt luôn á. Đây, lá sen bắt đầu nó già, nó héo rồi đó. Thì chỉ còn chắc cỡ tháng mấy nữa Tết rồi. Thì bây giờ mình sẽ cắt những cái già này đi. Nói chung mình có thể mình sẽ cắt chuỗi luôn á, để cho những cái cắt chuỗi xong rồi mình sẽ xịt thuốc, rồi để cho những cái lá non nó lên, những cái lá mới nó lên, thì cái mùa Tết nó sẽ có bông nó đẹp ha. Chứ còn giờ mình để vậy luôn là tới vô già nó xấu. Giờ mình sẽ đi xuống đây. Hôm nay là loại sình chơi vui nha. Nó bỏ điện thoại về đây em ta. Gắn cái mic này ok rồi. Cái hồ này là hình như là sâu 60 hay 80 gì quên mất tiêu rồi. Nhưng mà mình cho sình bỏ hết đi. Đây. Lúng quá các bạn. Đây, cắt dẹp hết lên bờ. Để cho nó ra cái mới. Rồi, công việc rất là đơn giản luôn. Chịu khó chút xíu, làm xiên chút xíu là sẽ đẹp. Ok các bạn, có một cái này rất là vui. Thì có rất là nhiều bạn nói, anh ơi, ví dụ như mấy bữa nay mình có live stream á, thì mấy bạn hỏi, ủa anh này bán cái gì vậy? Những bạn chưa biết hỏi anh này bán cái gì vậy. Còn những bạn mà biết rồi á, thì các bạn đặt vấn đề là, ủa anh Nam sao em thấy anh làm truyền thông. Nó lúng đi, nó dính cái chân. Anh làm truyền thông mà sao anh không có buôn bán gì á anh Nam? Em thấy người ta làm truyền thông để mục đích người ta buôn bán đồ này nọ, mà sao anh không làm truyền thông mà anh không buôn bán vậy? Anh bán cái gì đó đi, để cho tụi em gọi là ủng hộ anh, cũng như là giống như cảm ơn anh đã đi quay clip rồi cho mọi người coi á. Thì thật ra ban đầu mình cũng không có ý định là mình buôn bán các bạn. Nhưng mà mình thấy các bạn nói cũng đúng. Và nếu mà cái việc buôn bán nó có thì nó cũng vui. Được giao lưu, được cho được này nọ cái thứ, nói chung là cái công việc nó xoay chuyển thì cũng vui. Cho nên là kế hoạch của mình á, sắp tới 1-2 ngày nữa thôi mình sẽ bán hàng online ha. Nhưng mà mình thì không có, mình sẽ bán những cái đồ ăn vặt, chứ nó không có rất là nhiều món ăn vặt ngon. Thì mình sẽ bán cái sản phẩm đó. Nói chung là chất lượng nhưng mà giá cả thì nó rất là vừa với nó, rất là vừa túi tiền với mọi người, ai cũng có thể mua được. Một bạn học sinh cũng mua được, sinh viên thì này nọ các thứ, nói chung là
thấp nhất là học sinh là cũng có thể mua được cái những sản phẩm đó rồi. Thì đây là những cái sản phẩm mà ăn vặt nó rất là ngon, rất là thời thượng. Thì cái này là nhà làm luôn nha các bạn, chứ không phải là đi mua từ một cái cơ sở khác rồi về bán lại, mà này là mình làm luôn. Thì dưới cái theo cái công thức của gia đình, của phụ huynh ha, của má mình, cho nên là mình sẽ sắp tới mình sẽ triển khai bán cái đồ ăn vặt luôn cho nó vui. Thì mong là bà con cũng sẽ đón nhận ha. Thì cứ ăn thử, ăn thử và cho mình ý kiến để có gì mình điều chỉnh. Thì nói chung là mình cái mảng này, cái tiêu chí của mình là đồ ăn nó phải ngon, chất lượng, an toàn, nhưng mà giá cả nó phải hợp với túi tiền, tiếp cận được với nhiều người, cho nên là mọi người an tâm ha. Nó hoàn toàn khác với lại cái tiêu chí khi mà mình làm về bò sát. Thật sự mà nói cũng chia sẻ với các bạn luôn, mình mỗi một cái mô hình kinh doanh mình sẽ có những cái tiêu chí khác nhau. Ví dụ như đối với sản phẩm mà liên quan tới bò sát đâu á, thì tiêu chí của mình là đắt nhưng mà phải sắc ra miếng. Còn ví dụ như và làm về lĩnh vực đồ ăn uống, ăn vặt này, thì tiêu chí của mình nó phải là chất lượng nhưng mà giá cả nó phải hợp lý, phải cạnh tranh để cho nhiều người có thể tiếp cận được. Thì khi mà người ta ăn được cái món ăn ngon thì người ta sẽ nhớ tới mình. Đó là cái mục tiêu của mình là vậy. Nói chung là vui, bán được nữa thì vui hơn nữa. Thì nói chung là mình cứ thích thử thách, mình làm những cái mới các bạn. Thật ra cái nào khi mà nó ổn định rồi thì đối với mình là nó bắt đầu nó vô cái quy trình gọi là quản lý thì mình sẽ bị chán. Cho nên là mình luôn bày ra cái mới để mình làm ha. Ngày xưa các bạn biết, ngày xưa đi học là vua ăn hàng luôn. Nếu mà có những cái bạn bè nào mà học chung với Nam Ngôn thời gian nhiều lắm là biết mình là vua ăn hàng. Trong lớp cũng ngồi ăn dụng luôn các bạn. Hồi nhỏ bị la hoài đàn ông con trai mà ăn hàng như quỷ. Có một lần đó mình học võ trường toản, giờ ra về, người ta về hết rồi ngồi lại ăn phá lấu. Gặp phụ huynh đi công chuyện, đi ngang qua phụ huynh nói trời cái tướng thằng mập nào giống thằng Nam quá. Lại nhìn đúng y như nó luôn, ăn hàng ngồi ngoài lề đường ăn phá lấu, ăn cái gì ta, mũ chôm đường phèn. Đó. Cho nên là nói về ăn hàng thì mình rất là thích ăn hàng. Thật ra mình thích ăn vặt hơn là ăn những cái bữa chính. Cái kiểu mình là vậy, cho nên là khi mà mình nghĩ tới cái việc mình sẽ buôn bán cái nào đó để tiếp cận được nhiều người nhất thì mình nghĩ ngay tới những cái món ăn vặt, mà những cái món ăn vặt của Việt Nam mình nó rất là ngon. Ví dụ như có thể kể đến, giống như sắp tới mình sẽ phát triển một số sản phẩm, ví dụ như là ghẹ sữa ghim sa tế, ngon lắm nha các bạn. Con ghẹ sữa nó rất là mềm và rất là ngọt, rất là tươi đó. Rồi các loại khô mà nói chung là được đóng gói sạch sẽ, vệ sinh và rất là tiện, bóc ra là ăn thôi đó. Những cái khô mà có rim đồ này nọ các thứ, cháy tỏi đồ các thứ, và những cái sản phẩm mà hạt, các loại hạt ăn rất là tốt cho sức khỏe, cũng rất là ngon miệng. Các bạn thấy mấy bữa có một lần mình live stream mà sáng mình cứ ăn mấy cái hạt đó không á, thì nó rất là ngon miệng và rất là tốt ha. Thì sắp tới đây mình sẽ triển khai. Lá già quá trời. Gì á lưu xì. Mình sẽ triển khai những cái sản phẩm đó. Và nói chung khi mà làm á các bạn, là mình sẽ làm cho nó chỉnh chu bài bản, đem tới sự tiện lợi cho khách hàng một cách tốt nhất luôn. Cho nên là mình sẽ triển khai ở nhiều cái nền tảng khác nhau. Các bạn có thể sắp tới sẽ tìm được những cái sản phẩm của mình ở trên những cái nền tảng, ví dụ như là chắc chắn thì Facebook, TikTok, YouTube là sẽ có rồi. Đồng thời mình sẽ bán trên gì quên rồi, Shopee, Baymin, Rapfood. Đó, nói chung là có cái nền tảng nào thì mình sẽ sử dụng hết để cho nó tiếp cận đến mọi người một cách dễ dàng nhất và mọi người dễ mua nhất. Đồng thời sẽ có những cái giá tốt và những cái chương trình khuyến mãi đồ này nọ liên kết với những cái nền tảng đó ha. Thì sắp thôi, 1-2 ngày nữa
Đó thì bữa giờ là tụi mình đang triển khai cái plan mới này cho nên là rất là bận luôn, cực kỳ bận luôn các bạn. Bởi vậy nói cuộc sống nó có những cái khúc cua, có những lúc thì không biết làm gì, còn có những lúc thì ý tưởng nó đến dồn dập, làm không hết việc được. Mà gặp bữa giờ đó là cũng đam mê coi đá banh. Nói chung là coi vui thôi chứ không có bắt độ gì hết trơn á. Nhưng mà cũng tại 4-5 lần mà. Rồi lần trước thì dịch nó bị dời lại rồi. Cho nên là lần này thì cũng ham coi. Đó. Sáng thì làm coi như làm quần quật luôn. Tới chiều thì nằm coi đá banh. Nhưng mà cũng coi tới trận 11 giờ là hết chịu nổi rồi các bạn. Tại mai còn phải làm việc nhùm lum á. Vẫn phải làm clip. Đó, chia sẻ đủ thứ. Cho nên là lúc này rất là lu bu ha. Anh em mà nhắn tin mà thấy lâu trả lời á, thì cũng thông cảm. Các bạn biết đứng ở dưới bùn á, nội cái việc đứng ở dưới bùn không là nó cũng rất là mệt ha. Nếu mà không ai không quen đứng dưới bùn rất là mệt. Nó chì cái chân mình xuống rồi nó kéo cái chân mình nó căng. Ok, sắp tới nha. Sắp tới thì khi mà ra những cái sản phẩm đó thì mình sẽ gửi đến các bạn, thông báo tới các bạn, có gì các bạn nhớ ủng hộ nha. Bật mí một chút xíu luôn, mình sẽ thấy lấy cái tên của cái dòng sản phẩm của mình là Nam Noni ha. Mọi người nhớ nha, sắp tới mình sẽ giới thiệu tới các bạn những cái sản phẩm mà ăn vặt bên mình rất là ngon. Thì nói chung cái tinh thần của mình á, hồi đó giờ mình luôn làm theo cái kiểu là giống như đối chứng nha các bạn. Có nghĩa là mình sử dụng trước, mình thấy nó ngon, ok. Mà không phải là mình sử dụng trong thời gian ngắn nha. Ví dụ như mình sẽ ăn trước khoảng một tháng rồi để mình cảm coi nó ngon hay không, nó có bị ngấy, bị ngán hay là bị vấn đề. Nhiều khi mình mới ăn, có những cái mình mới ăn miếng đầu tiên thì mình thấy ngon các bạn. Nhưng mà mình ăn tới những miếng sau bắt đầu mình có cảm giác nó không ngon nữa. Đó, thì mình cũng test thử cái sản phẩm của mình coi như thế nào. Đó. Thì mình thấy ok hết rồi á thì mình sẽ giới thiệu ra công chúng. Nó cũng giống như cái kiểu VIP vậy đó, mình làm để cho mình xài trước đó, chừng nào mình thấy nó ok rồi, có thể thương mại được rồi thì mình mới giới thiệu tới mọi người. Bởi vì mình quan trọng cái thương hiệu, cái name của mình đó các bạn. Mình quan trọng cái uy tín lắm. Mình ý thức được là cái uy tín á, mà có cái uy tín rồi á thì làm cái gì á, cũng dễ, cũng được ủng hộ, cũng được người ta tin tưởng. Còn đã mất uy tín rồi á thì khó lắm, tại vì người ta không có tin mình nói không có chính xác là được gạt người khác, gạt được một lần à, chứ còn không gạt được lần hai đâu đó. Cho nên là các bạn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm ha. Rồi đồng thời á là mệt quá, đứng trên cái bùn này cũng mệt, bước chân không nổi luôn. Đồng thời là hôm bữa mình cao hứng, Trang La vợ mình thì rất là thích nghe chuyện ma, rất là thích coi phim ma, thì cũng hay kể cho mình nghe lắm. Thì bắt đầu mình nghe mình cũng thấy hay, mình cũng thấy hứng thú, mình đã hỏi thử em kể chuyện ma không, chơi không. Thì hai vợ chồng trong một phút cao hứng thì quyết định là chơi luôn. Thì cũng không ngờ là trong một phút cao hứng thôi mà lại được mọi người đón nhận. Được mọi người đón nhận thì mọi người mới nói anh ơi làm tiếp đi, đang bị ghiền quá. Ok, thì đó, trong tương lai cái khối lượng công việc sẽ làm nhiều hơn cái đề tài về chuyện ma. Các bạn biết đề tài về chuyện ma thì mà theo kiểu do vợ mình là thích coi nghe chuyện ma mà, cho nên là cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện. Chắc ngồi xuống luôn quá chứ đứng, ngồi xuống thì ướt đít, mà đứng thì đau, mỏi cái bắp chuối quá, nó căng cái bắp chuối. Đề tài chuyện ma thì vợ mình còn khá là nhiều câu chuyện, nhưng mà do là không có làm kịp các bạn, rất là nhiều công việc khác nhau cho nên là nó bị chậm. Mình đó thì nãy lúc đầu mình có nói là có những lúc mà không biết làm gì, có những lúc thì việc quá trời việc, nó lại dồn vô cái lúc này nữa. Lúc này là thứ nhất là mùa Tết nè, cái thứ hai á là Igu nó chuẩn bị, nó đang mùa giao phối, nó phối xong rồi tới mùa đẻ đó, quá trời công việc luôn.
mình khoái ăn hàng các bạn, ăn đủ món, có những cái món nó hấp dẫn rồi nó theo trend. Nó thời bây giờ ăn uống nó cũng theo trend các bạn, công nhận thời giờ nó ngộ. Thời giờ nó cái gì nó cũng phải theo trend, nó ăn uống mà nó cũng theo trend nữa. Thì mình cố gắng mình bắt kịp. Lòi cọng ghế lên luôn, nhét xuống lại. Bắt kịp thời đại để cho các bạn ăn uống cho nó vui vẻ, ngon miệng. Mùa World Cup đây nè, để mình cố gắng mình tuyển sớm cho mọi người ha. Triển khai cái vụ đó. Thì hôm bữa giờ, nói chung là hôm nay là lần đầu tiên mình giới thiệu về cái sản phẩm Nam No Nê đến mọi người thông qua cái kênh YouTube này. Nhưng mà đối với lại anh em bạn bè thân thì họ cũng biết cái thông tin này rồi. Thì bữa giờ họ cũng đang chờ mình hoàn thiện cái sản phẩm, hoàn thiện những cái điều cần thiết để mà tung ra thị trường. Mọi người mua thì trước đó mình cũng gửi cho mấy anh em ăn thử thì ai cũng thích hết, ai cũng nói là ngon. Mà trong cái dịp World Cup này nữa, buổi tối khuya coi đá banh mà có cái nhai 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 nó cũng sướng. Nó đỡ buồn miệng. Giờ mấy món bây giờ chen là cái gì ta? Cấp mỡ à, bánh tráng. Hồi xưa các bạn, hồi xưa đi học á là mà công nhận cái món bánh tráng nó trường kỳ thiệt. Chưa thấy Việt Nam mình á, hồi xưa giờ mình chỉ ấn tượng hai cái món mà nó nói về ẩm thực mà nó tồn tại lâu đời, mà nó tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ xã hội đó, có hai món thôi. Nhưng mà có một món bây giờ nó cũng bắt đầu nó gọi là nó xuống rồi. Đó là trà sữa với bánh tráng. Nhưng mà trà sữa thì nó bắt đầu mình cảm giác thôi nha, nó cũng hơi xuống xuống rồi. Nhưng mà cái bánh tráng nó hot hoài luôn các bạn, nó hot hoài theo năm tháng luôn. Cái bánh tráng này mình nhớ là nó có từ cái thời mà mình chắc học cấp 2 quá là nó đã bắt đầu có rồi. Mà bánh tráng ngày xưa nó đơn giản, bánh tráng mà cái kiểu đó bây giờ vẫn còn luôn. Có nghĩa là nó chỉ đơn giản là bánh tráng với bịch muối thôi đó, rồi cuốn lại là quất đúng rồi. Xưa đi học ha, lấy cái bánh tráng ra gắt muối rồi cuốn để đây, nhìn cô ạ. Giấu. nhìn lên cô thầy trên bảng có để ý không, cắn giật cái dấu xuống bàn, giết mọi nhai nhai mà không dám mở miệng nữa, dùng găng bên trong á, nghiến cho ra từ từ đó. Nhưng mà đặc biệt là tới bây giờ cái món này nó vẫn hot, công nhận cái độ hot nó lâu ha, coi như là thành gọi là cái gì ta, gọi là món ăn quốc dân luôn rồi đó, giống kiểu giờ mình gọi là món ăn quốc dân luôn rồi, coi như là mình mà mình thấy hay thiệt. Nó thu hút đủ mọi thành phần từ trẻ con cho tới người lớn tuổi luôn. Không biết ai là người nghĩ ra cái món bánh tráng đó, mình nể thiệt sự luôn á. Các bạn thấy chân mình đứng lúng dưới sình nó mệt. Nói chứ nhiều bạn thấy mình làm clip đi tới đi lui, nói dốc, nói này, nói nọ, nhìn mây, nhìn trời chứ mệt lắm nha các bạn. Vô đi mới thấy cảnh. Có những lúc mình làm xong mắt mình mở không nổi luôn á. Hôm nào mà trời nắng á là thở không á. Thì đó, cái món bánh tráng á, nó sau này á là nó sau này á là nó ra đủ thứ kiểu topping đồ này nọ, thì mình ít ăn, với lại lúc đó mình lớn tuổi rồi, mình cũng lớn rồi, mình ít ăn. Chứ còn hồi xưa đi học á là ăn dữ lắm. Mà xưa á bánh tráng gọi là cô gái ok nha các bạn nha, mua lần 20 bịch lên rồi nữ xinh xinh này nọ thứ là gửi tặng đưa ăn chung là coi như là gọi là gì ta, lấy cảm tình là ok lắm. Giờ lớn rồi ít ăn bánh tráng, chứ ngày xưa là đi học ăn chuyên gia ăn dùng bánh tráng, cũng bị ghi sổ đầu bài mấy lần vụ này. Nhưng mà thời giờ á mọi cái nó thoáng hơn các bạn. Thời ngày xưa á nó nhiều khi nó nghiêm khắc quá, nó phân định rõ ràng quá. Giống như mình xưa mà bị chửi đàn ông con trai mà ăn hàng như giặc là cũng quê các bạn, cảm giác giống như là bị coi thường á, kiểu dạng vậy. Nhưng mà thời giờ nó mọi thứ nó easy hơn ha, giờ nó đỡ phân biệt ba cái vụ giới tính. Có nghĩa là xưa là con trai mà làm này là không được, con gái làm kia là không được. Nhưng mà thời giờ mình thấy rất là ok, có nghĩa là bình đẳng hết, ai muốn làm gì làm à, miễn đừng có làm cái gì ảnh hưởng tới gọi là cái gì
đừng có ảnh hưởng tới pháp luật hoặc là không có nhân văn thôi, chứ còn không có những cái định kiến về mặt xã hội mà về mặt giới tính nữa, mình thấy rất là ok. Mình ăn hàng nổi tiếng á, nếu mà có các bạn nào mà xưa đi học với mình là biết, hồi xưa mình đi học là nói chung cái thời đi học mình vui bạn, có ai đã qua thời đi học thì đều vui hết đúng không? Nhưng mà thời đi học của mình thì vui, mình là đúng kiểu trẻ mà hiếu động á. Nói chung là thành tích học tập thì không có phải là thuộc dạng giỏi giang ha, trung bình khá thôi, vừa đủ lên lớp thôi. Không phải là mình không thể học được, nhưng mà do cái tính của mình nó hiếu động quá, cho nên là mình vô lớp thì chủ yếu là mình vui vẻ giỡn đó. Thì còn rất là nhiều kỷ niệm của ngày thời đi học. Giờ bạn bè gặp nhau vui vẻ cười quá trời, sắp tới cũng họp trường nữa đó, cho nên là công việc khá nhiều các bạn. Để mà đảm bảo tiến độ á, nói chung là từ lúc mà mình quyết định mình làm lại á, là mình phải có kế hoạch mình làm cái thời gian mà ra phim, ra clip là nó phải ổn định, chứ không phải như ngày xưa. Mình ngày xưa là hứng lúc nào làm lúc đó, không có cần phải gì hết trơn á, thậm chí cả tháng nhiều khi không ra clip thì cũng không sao nữa. Nhưng mà cái đó là mình làm kiểu amateur, còn một khi mình đã xác định mình làm đàng hoàng rồi á, là mình có kế hoạch mình làm cho nó tới, không có để bị thất hứa với lại mọi người. Ui da, thì đó, sắp tới mình sẽ ra cái sản phẩm về ăn vặt ha các bạn ha, Nam No Nê. Thì lúc đó bà con ủng hộ mình ha, nhiều bạn nói chuyện dễ thương lắm. Anh ơi, cảm ơn anh đã đi chia sẻ cho em biết những cái điều mà nếu không có anh thì em không biết được. Thì cũng đúng các bạn, nhiều khi cái vấn đề không phải là cái gì nó ghê gớm cả, đôi khi nó là vị trí địa lý thôi. Ví dụ như có những bạn mà ở trên Hà Giang hoặc là ở Điện Biên vùng xa xa, thì các bạn coi những clip mà mình đi, ví dụ đi chơi ở đâu đó ở khúc trong này mà các bạn không có dịp đi vô thì đời nào các bạn thấy được, thì cũng qua clip rồi các bạn thấy được đó, thì nói chuyện cũng dễ thương. Anh muốn cảm ơn anh quá, mà sao anh không có bán món gì để em mua ủng hộ anh hết, nghe cũng dễ thương. Ok, cho nên là quyết định đã bán luôn, bán để cho mọi người mình có thể có cái gì đó giao dịch với nhau cho nó vui vẻ ha. Một món đó, trời ơi, bậy à. Tôi ướt cái này không? Một món nó vài chục ngàn thôi, ai cũng có thể mua được, nhưng mà ăn ngon. Và quan trọng là cái chất lượng ha các bạn ha, chất lượng và vệ sinh, nguồn gốc. Thì mấy cái đó là mình rất là quan tâm tới những chuyện đó. Cái thời bây giờ nó bùng nổ các bạn. Với lại thật ra cái gốc của mình á, cái dân gốc của mình á là cũng là buôn bán ha các bạn ha. Ngày xưa là nhà mình á là ở trong chợ Cầu Muối. Nhà mình ở trong chợ Cầu Muối thì làm về nông sản, nói chung là buôn bán từ nhỏ. Bản thân mình là cũng đã tiếp xúc với cái việc này từ nhỏ rồi. Nhưng mà lúc đó là ba má mình nghỉ hưu, kêu là mình tiếp quản cái công việc đó. Nhưng mà lúc trẻ đó thì mình lại không có hứng thú với nó. Mình nói thôi, con thích đi làm, để tự xây dựng cái sự nghiệp riêng của mình. Mặc dù cái thời điểm đó mình cũng không có biết cái sự nghiệp của mình là gì nữa các bạn. Không biết sự nghiệp là gì. Rồi lúc đó ba má kêu tiếp quản, nhưng mà mình... Đó thì các bạn, mình đã nói với các bạn nhiều lần rồi. Mình thích những cái công việc nào nó sáng tạo và nó năng động. Chứ mình không thích những cái công việc thiên về quản lý. Thì ba má mình là làm công việc quản buôn bán nó nhiều chục năm rồi, khách hàng có sẵn, nguồn cung có sẵn, mọi cái có sẵn, mình chỉ ngồi rồi mình ta mua nhiều ghi vô nhiều tính tiền nhiều. Thì nó đối với mình là nó rất là chán ha. Mặc dù nó đối với người khác có thể là cái gì đó người ta mong muốn như vậy, nó gọn gàng, nhưng mà đối với mình thì nó rất là chán luôn. Ngày nào cũng ngay như ngày đó, lặp đi lặp lại. Cho nên là lúc đó mình nói thôi. Thì lúc đó là đứng trước hai cái. Nếu như có mình tiếp quản cái công việc gia đình á, thì đưa cho mình tiếp quản, còn không thì ba má mình sẽ nghỉ hưu. Thì lúc đó là mình quyết định là thôi, con tự đi kiếm sự nghiệp nào của con á, con làm cái gì vui á, con mới có hứng thú con làm. Còn
cái này tạm thời không có hứng thú cho nên là không có muốn làm, thì cuối cùng là nghỉ luôn các bạn. Cái công việc của gia đình thì cuối cùng là nghỉ luôn. Nè cái này là cái búp sen ha, nhìn giống cái búp sen cái vòi tắm không. Cái công việc đó của gia đình mình đó, là cái công việc mà nuôi lớn mình, anh mình là nuôi lớn ăn học luôn á, nhưng mà cuối cùng thì không có ai tiếp quản đó, đành nghỉ. Thì đầu mình đi ra ngoài mình làm những cái công việc khác xây dựng cho mình, nhưng mà khi mà có tuổi rồi, sau khi mà đã đi ra ngoài làm này làm kia chơi bời các kiểu xong, bây giờ quay về nhà mình, quay về nội tâm của mình, ở đầu xây dựng lại một cái cuộc sống giống như của người trưởng thành rồi này nọ thứ á, thì mình lại quay về cái công việc buôn bán, nói chung là giống như cái gen di truyền rồi, giờ lại quay lại cái công việc mà gia đình đã từng làm và mình đã từng không chịu đó. Nhưng mà kỳ này á mình sẽ vận hành nó theo cái kiểu khác ha, nó trẻ hơn, nó thời đại hơn, nó hợp thời hơn. À, bán online. Còn ngày xưa ở trong chợ á thì mỗi người sạp thì mỗi người cũng có cái kỹ năng buôn bán riêng đó, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bán nó qua cái ống kính và cái phạm vi chúng ta có thể giao thương với nhau là nó phủ hết cả nước luôn, chứ nó không có bó gọn trong một cái khu chợ nữa đó. Thì nếu mà buôn bán theo cái kiểu này á, thì mình lại có hứng thú đó, có nghĩa là mọi cái nó vận hành vận động rất là nhanh, và bản thân mình cái đầu óc mình nó phải làm việc liên tục để nó theo, nó tiếp thu. Cái nào không có tốt đó thì mình cải thiện đó thì mình ok. Còn theo kiểu truyền thống thì nhiều khi lúc đó mình chán quá mình không nhận, nhưng mà có những lúc khó khăn cũng tiếc các bạn, có những lúc công việc mà mình đã chọn nó không thuận lợi, nhiều khi cũng ngồi tiếc. Ồ biết vậy đó, nhận cái show của phụ huynh giờ này khỏi suy nghĩ rồi ha. Thì nói chung là cứ suy nghĩ tới lui vậy thôi. Nhưng mà mình á, bản thân mình chưa bao giờ hối hận với con đường mình chọn. Mặc dù con đường mình chọn nhiều khi nó nhức nhát các bạn, nhiều khi lâm nợ gì nó luôn á. Có những cái lựa chọn sai lầm do thiếu kiến thức, thiếu suy nghĩ, nóng vội, tham lam, cả tin đó. Rất là nhiều sai lầm đến từ những cái việc đó. Nhưng mà được cái hồi đó giờ bản thân mình chưa bao giờ hối hận với những cái việc mình đã chọn hết trơn á. Tại vì đó là quyết định của mình mà. Mệt các bạn thấy chơi đi vòng vòng đây vậy chứ mệt nha. Nè mình bước chân bước lên bước không nổi luôn nè. Thì quá trời công việc luôn. Bây giờ phải thu xếp làm sao, thu xếp làm sao cho công việc nó ổn định. Rồi nếu mà công việc nó vận hành theo cái hướng tốt á thì phải kiếm người thêm hỗ trợ nữa. Thì có rất là nhiều bạn hỏi anh ơi, anh cần người chăm sóc thú không, anh cho em làm đi, em mê lắm, em mê động vật rồi em mê chăm sóc các kiểu này lắm. Thì mình nghĩ trong tương lai á, trên tương lai cái việc mà chăm sóc mấy bạn pet rồi á, chắc cũng phải kiếm thêm người phụ để mình có thời gian mình triển khai những cái công việc tốt hơn. À, thì khi mình triển khai được những cái công việc khác á thì tất nhiên là bản thân mình sẽ vui, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng sẽ tạo được công ăn việc làm cho trước mắt là những người trong gia đình ha, cũng có thêm công ăn việc làm, có thêm thu nhập. Thì lúc đó cái việc mà chăm sóc pet này á, mình sẽ lên một cái gọi là cái quy trình chăm sóc, và mình sẽ lúc đó mình sẽ cần người phụ, thì lúc đó mình sẽ tuyển người vô. Thì cái tiêu chí đầu tiên là phải là có tâm rồi, phải yêu thích động vật rồi đó, và không có, và phải mạnh dạn. Có nhiều người yêu động vật nhưng mà nhát, các bạn không dám đụng chạm nó, không dám cầm nó thì sao chăm sóc nó được, đúng không? Thì lúc đó mình tới lúc nào đó, tại vì bữa giờ có rất là nhiều bạn hỏi anh ơi anh có mướn người chăm sóc bé không, anh tuyển em vô đi, em đang bị thất nghiệp không có việc làm, kiếm chút tiền ăn Tết anh ơi. Có bạn thì nói anh ơi anh cho em lên làm phụ anh để em học tập kinh nghiệm đi, em mê về lai tạo lắm, em mê về chăm sóc lắm, nhưng mà em không có điều kiện đó. Thì cũng có rất là nhiều vậy. Thì sẵn đây mình nói là trong tương lai gần thì mình chắc cũng phải nhờ người hỗ trợ đó các bạn, tại vì không thể làm xuể, không làm xuể mà chăm sóc nó không tới là nó sẽ bị xuống đó. Thì cố gắng đừng có để cho nó sức khỏe nó bị giảm sút đó. Thì trong tương lai gần là mình sẽ, trời ơi,
sẽ thuê không phải thuê mà sẽ tìm đồng đội ha, tìm đồng đội phụ mình cái cánh mà chăm sóc động vật đó. Thì lúc đó mình sẽ tuyển dựa trên cái tiêu chí gọi là có tình yêu thương, có đam mê, thật thà, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm việc hay cái quy trình, thì lúc đó các bạn sẽ phụ mình lo cái vấn đề sức khỏe của nó. Trời ơi, nó lúng, bước xuống nó lúng, mình tưởng mình cắm đầu mấy lần. Thì đó là mình sẽ có những cái công việc khác nó đến nữa. Thật ra hiện nay là sau quá trình mình làm YouTube á, rồi mình làm TikTok á, thì cũng được rất là cảm ơn mọi người đã đón nhận, ghi nhận. Thì qua đó là cũng nhiều người biết mình hơn. Thì hiện nay cũng có 4-5 chỗ muốn gọi là có ý tưởng muốn hợp tác với mình. Nhưng mà thật ra mình chưa có sắp xếp được thời gian, chưa có sắp xếp được cái công việc của mình nó ổn định, cho nên là tạm thời mình chưa có dám nhận lời. Tại nhận vô rồi làm không có xuể. Ví dụ như mình tự quay cho kênh của mình, thì ví dụ như hôm nay con ếch nó mới vừa chui ở dưới, nó nhảy dưới hồ sen lên hả, chạy à, nhanh lắm. Giống như ví dụ như mình quay mình làm trên kênh mình đi, hôm nay mình bận quá, đơn giản là hôm nay mình mệt quá mình không muốn quay, thì bữa sau mình quay bù. Nhưng mà một khi mình đã nhận lời với người khác rồi là mình phải có trách nhiệm, phải theo cái chương trình của cái doanh nghiệp đó hoặc cái tổ chức đó, chứ mình không thể nào mà nói ok thôi 2-3 bữa nó đi, không có nói gì được. Ví dụ như của mình thì sao cũng được, nhưng mà của người ta đã nhận lời làm thì phải có trách nhiệm. Cho nên là hiện nay mình chưa có dám nhận, để mình triển khai xong cái vụ mà đồ ăn nè, Nam Non Ê nè, đi đó mình gọn công việc rồi đó, mọi thứ nó vô quy trình rồi đó, thì mình sẽ hẹn người ta lại tới lúc đó. Rồi nói anh cho em thời gian đi, chút xíu thôi, ngắn thôi chứ không cần dài đâu, để em xử lý công việc bên em nó gọn gọn đi rồi em bàn giao lại cho người ta thì em mới nhận lời đó. Thì cũng cũng vui các bạn, cũng phấn khởi vì mọi người tìm tới mình ha. Thì chúng ta nói chung là chúng ta làm việc gì cũng vậy, có trách nhiệm thì được việc thì người khác sẽ tự tìm tới mình nè, mà lúc đó thì cái giá trị mình nó mới cao nha anh em nha. Cũng mấy bên nói rủ mình hợp tác, nhưng mà mình thấy mình kham không nổi, nhiều việc quá. Sắp tới còn mùa igu đẻ rồi, ấp rồi, con nó cũng còn nhỏ các bạn. Ví dụ như mình giờ á, trời cuối đau lưng quá, mình giờ mình đi quay á là phải tranh thủ 4 giờ là phải về đi đón con đó. Vợ mình thì làm ở chỗ xa hơn, đi về không có tiện bằng mình, cho nên là mình coi như nhận nhiệm vụ đón con đó. Cho nên là đi quay á nhiều khi cứ phải gấp, mà mùa này hẹn với anh em quay á, hẹn quay sớm quá thì không được, để tối anh em thức coi đá banh đó, cho nên là hẹn cái giấc quay mà tầm 9 giờ là không có hẹn được đó. Giờ đó là anh em còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tại vì tối qua coi trận 2 giờ xong, nếu mà không có gì thay đổi là cũng mất hết 2 tiếng rồi, chưa kể là nếu mà có cộng giờ thêm này nọ thì chắc cũng phải, nếu mà 2 giờ đá này nọ 2 tiếng rưỡi là cũng phải tới 4 giờ rưỡi các bạn mới ngủ, mà chưa ngủ liền nữa. Cho nên là sáng thường đó là tầm 1-2 giờ trưa mới liên lạc được với các bạn. Có một con bọ cánh nó đẹp nè. Ồ, mà sắc đẹp chưa, đẹp ha. Cái này mấy bạn mà khéo á, mà cái này cũng dễ làm chứ không cần khéo lắm, kiếm mấy cục sỏi tròn tròn á, vẽ lên, dùng màu đỏ với lại màu đen là vẽ lên được mấy bạn này rất là đẹp. Vẽ sỏi vẽ rất là đơn giản. Ôi kéo rồi, còn kéo quăng đây luôn. Trời ơi, sắp xong rồi, mỏi chân quá.
Ây da. À, nông dân làm việc thở quá. Ây da. Cuối năm này xô chậu rồi cũng nhiều. Anh em làm xô chậu cũng nhiều. Anh em rủ đi quay đồ, đi chơi đồ cũng nhiều. Mà mình bận quá chưa thiếp thời gian. Ok, sắp hoàn thành rồi các bạn. Người ta dân chuyên nghiệp cái hồ này người ta dứt có 5 phút à, tôi dứt hồi nãy giờ chắc không biết 1 tiếng chưa. Đã làm chậm mà còn nhiều chuyện. Vừa làm vừa nói mệt thiệt nha các bạn nha. Ây da, ây da, ây da. Nhưng mà vui các bạn. Nói chung là có một cái giai đoạn á, mình ngủ dậy mình không biết ngày mai mình làm gì luôn các bạn. Rất là chán luôn á, cuộc sống không có mục đích, không có lý tưởng gì cả. Những lúc coi cũng có những lúc mình bị thất chí á, coi như là tối thức thật khuya, thức cho từng nào mình hết chịu đựng nổi rồi mình mới ngủ. À, sáng thì dậy chưa chật mà cũng không muốn dậy nữa, tại dậy không biết làm gì, không có cái gì đón chờ mình vào ngày mai hết, nó rất là chán các bạn. Thì từ khi mình tìm được cái lý tưởng sống của mình, cái mục đích sống của mình, rồi cái công việc mình nó làm, rồi mình thiết kế lại cho cái cuộc sống của mình nó có giá trị hơn, nó có ích hơn là vui. Coi như là tối muốn ngủ sớm để mai có sức khỏe dậy sớm và làm việc những việc mình làm yêu thích á, thì ngủ rất là ngon ha, và dỗ giấc ngủ nó cũng dễ. Chứ còn những lúc mà không có mục đích á, nằm chán đó các bạn, không ngủ được. Có người nói với mình á là mày ngủ không được nhưng mà mày nằm trong cái biệt thự á, dù sao mày cũng đỡ hơn người ta, sướng vậy còn muốn la gì nữa. Nhưng mà mình nói thiệt với các bạn thì cái lúc mà các bạn thất chí á, các bạn nằm đâu nó cũng vậy à. Tại vì trong đầu mình nó không có cái gì cả, người mình nó cảm giác nó trống rỗng luôn. Cho nên là cái việc mà nằm ở trong biệt thự ngủ thì nó cũng chẳng sướng ích gì đâu. Quan trọng là bản thân mình có cái lý tưởng gì mình theo đuổi không, vui vẻ hay không. Chứ còn có những cái giai đoạn mình cái đầu mình nó trống rỗng luôn. Còn cái giai đoạn này thì công việc nó quá nhiều, công việc nó rất là nhiều, nhưng mà nó cho mình rất là nhiều sự phấn khởi ha. Cứ như gặp là gây ý tưởng, gặp là gây ý tưởng. Ok, trời mệt quá. Ok các bạn, cắt hết những cái lá già đi rồi thì mình sẽ rải xuống đây một cái phân nhẹ, xịt một cái lớp phân nhẹ. Thì để một thời gian nữa là nó chắc khoảng nửa tháng quá, tầm khoảng nửa tháng thì nó sẽ lên những cái lá non. Sau khi nó sẽ lên lá non, nó sẽ ra những cái bông, rồi những cái đó sen đó. Thì hy vọng là nó kịp trong cái mùa Tết sắp tới. Đi xì xuống dưới tắm không? Mày không tắm thôi, anh đi tắm. Đi tắm được chưa các bạn? Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha, và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nè. Và chúc mọi người tìm được những cái nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống, cũng như là có những cái lý tưởng để mà chúng ta có thể vui vẻ sống mỗi ngày, vui vẻ mà thực hiện nó. Ok, bye bye mọi người ha. Xuống đi, xuống dưới. Giận luôn á, đó xuống dưới nó giận luôn á.